Vào khoảng 4 giờ sáng nay ngày 7 tháng 6, trên đường Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, một tài xế xe bán tải do không làm chủ được tay lái đã đâm đổ lan can vỉa hè lao xuống sông Tô Lịch. Ngay khi sự việc xảy ra, người dân khu vực này đã gọi điện cho lực lượng cảnh sát giao thông công an quận Thanh Xuân. Tuy nhiên, khi lực lượng này đến đưa được tài xế lên bờ thì anh này đã tử vong. Theo thông tin ban đầu, trước thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế lái xe ô tô bán tải chạy với tốc độ khá nhanh. Do vậy, khi tránh chiếc taxi đỗ bên đường, lái xe đã không làm chủ được tay lái, đâm sang vỉa hè và lao xuống sông Tô Lịch. Thời gian gần đây, trên nhiều tuyến phố của thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều những chiếc xe máy cũ nát chỉ còn trơ khung sắt, không đèn, không biển số, lưu thông trên đường, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Những chiếc xe này thường được dùng để chở hàng, đặc biệt là hàng công kềnh. Chủ xe lý giải, vì hoàn cảnh khó khăn nên tận dụng loại xe này để chở hàng thuê, nếu có chảy xước cũng không sao. Theo quyết định của chính phủ, xe mô tô gắn máy hết hạn sử dụng, cũ nát, thải loại sẽ bị thu hồi từ tháng 1 năm 2018. Nhà sản xuất có trách nhiệm tổ chức thu hồi sản phẩm do mình bán ra thị trường Việt Nam, thiết lập điểm hoặc hệ thống các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ. Người tiêu dùng có trách nhiệm chuyển giao các sản phẩm thải bỏ theo các hình thức, tự chuyển hoặc chuyển giao cho tổ chức cá nhân thu gom để vận chuyển đến các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ. Ngày 6 tháng 6, Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam cho biết, đơn vị đang tạm giữ Bùi Văn Tín, 30 tuổi, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tài xế xe tải gây ra vụ tai nạn khiến hai cha con tử vong vào ngày 3 tháng 6 vừa qua. Theo điều tra ban đầu, Bùi Văn Tín lái xe thuê cho một doanh nghiệp vận tải ở thành phố Tam Kỳ. Sáng sớm ngày 3 tháng 6, tài xế này điều khiển xe ben loại 6 tấn từ Tam Kỳ ra huyện Duy Xuyên để chở cát. Khi tới đoạn quốc lộ 1A qua xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, xe của Tín va chạm với xe máy chạy cùng chiều do anh Nguyễn Ngọc Yên, 27 tuổi, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành điều khiển. Vụ tai nạn khiến anh Yên cùng con gái 5 tháng tuổi tử vong, chị Bùi Thị Tình, 27 tuổi, và anh Yên được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Lợi dụng sáng sớm ít người qua lại, Bùi Văn Tín tiếp tục lái xe đi chở cát như thường lệ. Trước thông tin tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông – Hà Nội sẽ mua 13 đoàn tàu từ Trung Quốc, nhiều chuyên gia giao thông cho rằng hệ thống tàu điện của Trung Quốc đang đuổi kịp nhiều nước phát triển trên thế giới. Tuy nhiên, vấn đề là đoàn tàu tại tuyến Cát Linh – Hà Đông sẽ sử dụng công nghệ nào của Trung Quốc. Trong tờ trình mới chỉ nói về phương án thiết kế ngoại thất, nội thất, nhưng không thấy phân tích kỹ về công nghệ B1 có ưu điểm gì so với các công nghệ khác của chính Trung Quốc cũng như trên thế giới. Người dân hoàn toàn có quyền được thông tin rộng rãi về công nghệ đoàn tàu, nhà chế tạo đã làm những đoạn tuyến nào ở đâu, kinh nghiệm bảo trì và vận hành, mức độ an toàn ra sao.